Ba là một trong những thắng cảnh còn giữ nguyên nét hoang sơ nổi tiếng của xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nhờ sự ban tặng của mẹ thiên nhiên, thác Bà được khoác lên mình nét đẹp kỳ vĩ nhưng vô cùng nhẹ nhàng, xinh đẹp, tựa như một nàng tiên ngủ quên trong rừng. Nằm xen kẽ với rừng cây hàng trăm năm tuổi, nơi đây cũng được cho rằng vẫn còn rất nhiều loài động vật quý hiếm. Thêm một điều đặc biệt nữa của thác Bà là sở hữu 9 tầng thác, mỗi tầng cao từ 3 đến 5 mét, rất độc đáo. Trong đó, tầng thác Bà cao và hiểm trở nhất, và đây cũng là nơi đặt căn cứ địa của tỉnh ủy Bình Tuy cũ. Em chào anh Vũ. Chào em. Dạ. À, ngày hôm nay thì rất là vui có thể lên đây và xin giới thiệu đến quý vị, đây là anh Trịnh Quang Vũ, người sẽ hướng dẫn và chia sẻ những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc hành trình khám phá thác Bà ngày hôm nay. Anh ơi, chắc là bây giờ em muốn biết một chút xíu thông tin về khu du lịch thác Bà của mình đó. Mình đi hướng dẫn em ha. Dạ. Nói chung thì ở đây là chân thác, trước kia là nó có một cái điều thiết như này, là nó có một cái đỉnh núi. Đó, thì rất là cao, quanh năm hay bao phủ trên cái đỉnh núi thì nó có cái đường thông lên trời luôn. À. Thì từ đó, ở đó nó có một cái gia đình sinh sống, là ở trên trời thì có một người tên là Đại Thánh, người đó là quan cai trị trong cái cung điện của hoàng đế. Có một người phụ nữ tên là Hoa Tiên, người đó là cai trị cái dòng thủy thác, đó là nói chung dùng nước của trời. Hai người mới đem lòng yêu nhau, thì thế là trên đó là không bất cứ nam nữ là không cho yêu nhau. Khi mà họ trái lực trời rồi ha. Rồi. Dạ. Khi mà họ đã quyết định yêu nhau thì họ mới sợ là Ngọc Hoàng thì tội mình là đã cấm nhưng mà vẫn cứ làm á, họ mới xuống trần gian, xuống dưới cái nơi ngọn núi đó sinh sống. Và nơi đó lúc đó là dân chúng ở đó thì rất là lầm than, bởi vì họ nói chung là họ không biết gì để cày cấy hay trồng trọt gì hết. Tiệp sử là ở đây là ngày xưa bắt đầu là Đại Thánh lại Hoa Tiên mới giúp dân nơi đó cày cấy trồng trọt, và từ đó thì cuộc sống của người dân ấm no hơn, và sau này thì họ cũng sinh được người con trai. Nhưng mà khi mà sinh được người con trai thì Ngọc Đế biết được thì mới sai người xuống bắt họ về trị tội. Thì lúc đó là dân làng họ đã được giúp đỡ như vậy thì tất cả họ kéo đến, họ van xin than khóc, nói chung là làm mọi cách để được giữ lại hai người đó lại. Thì Ngọc Đế thấy như vậy thì mới cảm động, thì cuối cùng cũng cho hai vợ chồng người đó ở lại, và coi như là ở lại để giúp những người dân, để giúp cho cuộc sống họ ấm no hơn. Thì để tôn kính cái hai người vợ chồng Đại Thánh với Hoa Tiên á, giúp đỡ, thì họ mới gọi người cha là bằng ông và người mẹ là bằng bà, và người con là cậu. Thì ở ba cái ngọn núi nhau là núi ông và núi bà và dinh cậu. À. Đó, tại sao lại nó có điều như vậy? Thì hàng năm họ chỉ gặp đúng một lần vào cái mùa xuân khi trời đất giao nhau, thì họ vui mừng ca hát tiệc tùng, rồi dân làng cũng nói chung là rất là vui. Nhưng mà một thời gian sau thì trời đất thay đổi, thì cậu con trai là không biết là đi đâu và không về luôn. Thì từ đó ông bà cũng rất là buồn, cũng ít là gặp nhau, rồi vào mùa xuân thì cũng không gặp nhau, và từ đó chim thú rồi dân làng thì cũng ít nghe họ hát, và trở nên nó cái nơi rất là lạnh lẽo và buồn bã. Thì người chồng thì bắt đầu mới quay lại thiên đình tìm thú vui trên đó, mới để lại người vợ ở dưới trần gian. Thì hàng ngày thì vừa buồn chờ chồng vừa buồn chờ con, thì người phụ nữ đó mới rất là buồn bã, già nua, và tóc trở nên trắng như mây và dài như một dòng suối đó. Và người đó đợi một thời gian sau nữa là bà đã chết đi, và tóc nó quá thành một dòng suối đó, tại nó gọi là có suối thác Bà. Thì người chồng mới trở về thì mới hay tin là người vợ mình đã chết, và rất là buồn. Thì ông cũng than khóc, rồi nước mắt của ông chảy hòa với lại cái dòng suối, dòng tóc của bà, thì nó mới tạo ra một cái dòng suối nước chảy mạnh mẽ, và nói chung là rất là buồn bã, giống như mối tình của hai người.
từ đó tại sao là nó mới có cái sự tích là núi Thác Bà. Dạ. Nằm ẩn mình dưới ngọn núi cao gần 1.500m, Thác Bà được ví von như mái tóc một người phụ nữ tuôn dài trắng xóa, len lỏi giữa khe đá rừng cây. Thác tạo nên dòng nước mát dịu trong xanh, bền bỉ qua thời gian. Và cứ thế, dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi dòng cho đến khi đổ ra sông La Ngà rộng lớn. Chỉ cần nhắm khẽ đôi mắt là chúng ta đã có thể cảm nhận được những thanh âm róc rách dịu dàng của tiếng nước chảy. Một điều đặc biệt nữa khi đến đây chính là du khách sẽ được tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên chan hòa cùng con người, và chính điều đó sẽ khiến cho du khách lưu luyến không nguôi.